Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh Tin tức 24 giờ của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những bản tin hay, hấp dẫn trên kênh của chúng tôi. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi. Nghệ sĩ Kim Tử Long lần đầu tiên chia sẻ lý do quyết định kết hôn lần thứ 3. Mặc dù thành công trong sự nghiệp, nhưng Kim Tử Long lại trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và phải đến lần thứ 3 anh mới tìm được bến đỗ bình yên bên cạnh Trinh Trinh. Nghệ sĩ Kim Tử Long là thế hệ trưởng thành sau năm 1975. Anh được đào tạo bởi các thầy cô giỏi nghề như nghệ sĩ nhân dân Phùng Há, Kim Cúc, Hoàng Ba. Vào những năm thập niên 90, giai đoạn hoàng kim của cải lương, Kim Tử Long là cái tên quen thuộc đối với nhiều khán giả. Gương mặt anh phủ sóng trên nhiều sân khấu từ Bắc đến Nam qua rất nhiều vở ăn khách, Y Ban và Nàng Tiên Mẫu Đơn, Phụ Nghi Đình, Mã Siêu Báo Phụ Thù. Anh kết hôn với người vợ đầu tiên có cô con gái là Hoàng Kim Phụng, nghệ danh Mai Ca. Sau đó, nam danh ca cải lương kết hôn lần thứ hai với Cẩm Tú, em gái của danh thủ Hồng Sơn, có thêm hai cô con gái là Hoàng Gia Linh và Hoàng Gia Hân. Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, anh đã lập gia đình với nghệ sĩ Trinh Trinh, cháu gái của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng và là con gái của nghệ sĩ cải lương Hữu Cảnh Xuân Yến. Có cô con gái nuôi là nghệ sĩ cải lương Bình Tinh, quán quân của chương trình Sao Nối Ngôi mùa đầu tiên, và hai cậu con trai ruột là Hoàng Gia Khánh và Hoàng Gia Khiêm. Theo Kim Tử Long, vợ anh là một người phụ nữ hiền dịu, hiếu nghĩa và nhẫn nhịn. Cũng chính vì vậy nên anh quyết định gắn bó với chị lâu dài. Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Kim Tử Long mất niềm tin vào hạnh phúc, đặc biệt là cuộc hôn nhân thứ hai. Cũng có lẽ cùng là nghệ sĩ nên Kim Tử Long và vợ tìm được tiếng nói chung, nên từ ngày về chung một nhà, anh và vợ chưa một lần xảy ra xích mích, cãi cọ to tiếng. Hai vợ chồng anh luôn tôn trọng lẫn nhau cả về công việc lẫn sở thích hàng ngày. Hơn nữa, nghệ sĩ Trinh Trinh là một người rất hiền và hiếu thảo. Kim Tử Long thừa nhận đó là điều khiến anh gắn kết với Trinh Trinh, vì anh nghĩ con cái mình sẽ được nuôi dưỡng tốt bởi một người mẹ như vậy. Bên cạnh đó, Kim Tử Long nhìn thấy ở Trinh Trinh những nét tương đồng với mẹ mình. Nhìn Trinh Trinh, tôi luôn mường tượng đến mẹ mình, một người phụ nữ ngoan hiền, lễ phép và tôn trọng chồng. Vợ tôi lui về hậu trường hỗ trợ, ủng hộ tôi và tôi luôn là người quyết định mọi việc trong gia đình, Kim Tử Long chia sẻ. Mặc dù là nguồn kinh tế chính trong gia đình, thế nhưng Kim Tử Long không bao giờ hỏi đến kinh tế của vợ. Theo quan điểm của Kim Tử Long, tiền của anh, vợ dùng chung, nhưng tiền của vợ là tiền của vợ. Danh ca Khánh Ly nói về vết thương lòng của 7 năm làm dâu Đà Nẵng. Đời làm dâu Đà Nẵng của tôi không được lâu dài, chỉ 7 năm thôi. Nhưng không thể nói, 7 năm đó chỉ toàn những điều làm tôi thất vọng, gọi vậy là sai. Tôi cũng hài lòng cho sự lựa chọn của mình, danh ca Khánh Ly nói. Chiều 22 tháng 10, nữ danh ca Khánh Ly đã có buổi trà đàm với báo giới Đà Nẵng. Đây là buổi gặp gỡ báo chí trước khi danh ca cùng với ca sĩ Evis Phương, Anh Khoa và hai nghệ sĩ trẻ hát nhạc Trịnh là Quang Thành, Kyo Jok thực hiện đêm nhạc The Best of Khánh Ly Tạ ơn, tổ chức tối 26 tháng 10 tại nhà hát Trương Vương, Đà Nẵng. Tại đây, danh ca Khánh Ly từng có biệt danh Nữ Hoàng Trần Chất đã có những chia sẻ về tình cảm của mình đối với Đà Nẵng. Đó là tình cảm đã chôn kín trong lòng hàng chục năm qua vì rất ngại viết ra, nói ra. Đến nay mới có dịp thổ lộ và cảm thấy lòng mình nhẹ đi một chút. Người Đà Nẵng hiền lành, tử tế lắm. Danh ca Khánh Ly: tôi về đây lần này là lần thứ tư. Tôi cũng rất hồi hộp vì một người mà về một thành phố 4 lần trong 4 năm. Tôi sợ là không còn ai muốn gặp mình nữa, không còn ai muốn trông thấy mình nữa. Nhưng lại có nhiều người hỏi tại sao tôi chọn Đà Nẵng mà không chọn Sài Gòn hay những nơi khác. Thành phố Đà Nẵng là nơi mà tôi cho là đáng ca ngợi nhất. Sau 40 mấy năm thì tôi nghĩ Đà Nẵng là nơi mà tôi rất yêu, bởi vì người Đà Nẵng ở đây hiền lành, tử tế, nhẹ nhàng. Đường phố thì sạch, không ồn ào như một số nơi tôi đã đến. Cho nên tôi rất hạnh phúc khi trở về Đà Nẵng lần này. Tôi lớn tuổi rồi và tôi hay nghĩ mình đi lần này không biết còn có lần tới hay không. Không biết năm tới mình có đủ sức để đi hay không.
Tại vì nhiều khi sức khỏe của mình, cái tuổi của mình không cho phép mình thực hiện được những điều mình mong muốn. Cho nên tôi rất mừng khi được trở lại cái nơi mà tôi thích là Đà Nẵng và Hội An. Tôi có nhiều lý do để yêu Đà Nẵng lắm. Đến đây lại tìm lại được một ít hình ảnh của chính mình cách đây gần nửa thế kỷ. Điều đó cũng đủ an ủi cho những tháng ngày còn lại của mình. Tôi thường tự nhủ, cứ làm đi, cứ cố gắng đi, vì thời gian của mình không còn bao nhiêu nữa. Đừng để phải hối tiếc vì đã không làm khi còn có thể làm được. Lần này tôi may mắn được gặp một nhà tổ chức rất trẻ, rất hăng say trong hoạt động nghệ thuật. Cho nên tôi hy vọng tôi và các bạn vào tối 26 tháng 10 tới sẽ có được một đêm nhạc thật là thoải mái, thật là hạnh phúc tại nhà hát Trường Vương. Lúc nãy chị có nói người Đà Nẵng hiền lành tử tế lắm. Nếu được, mong chị có thể nói rõ thêm ý đó. Danh ca Khánh Ly. Tại sao tôi nói người Đà Nẵng hiền lành tử tế, dễ thương? Tôi có vào chợ Hàn, đi vòng vòng mua trái cây. Mình đi chợ thì mình phải hỏi giá, đúng không? Và tôi được trả lời rất nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy chắc là mọi người cũng nhìn thấy mình không phải là ai đó xa lạ với mảnh đất này. Qua sự trả lời của người Đà Nẵng về giá cả, tôi hiểu được điều đó. Không có cái chuyện chặt chém. Hoặc khi tôi hỏi điều gì mà mình không biết, hoặc khi tôi cần một vật gì đó thì liền có người đi tìm cho mình một cách rất nhanh nhẹn, tận tình, từ tiệm ăn hay tiệm gội đầu đều như thế. Tôi cứ nghĩ hay là tại vì đời sống ở đây dễ chịu cho nên mọi người dễ chịu. Có phải như vậy không các bạn? Đời sống ở đây có dễ chịu không? Tôi nghĩ là rất dễ chịu. Tôi có nhiều lý do để yêu Đà Nẵng lắm. Phóng viên. Chị cũng có nói chị có nhiều lý do để yêu Đà Nẵng lắm. Chị có thể cho biết thêm về những lý do đó được không? Danh ca Khánh Ly. Trước hết là kể từ năm 1900, hồi đó tôi đã là dâu Đà Nẵng. Nhưng cuộc đời làm dâu Đà Nẵng của tôi không được lâu dài, chỉ 7 năm thôi. Không thể nói 7 năm đó chỉ toàn là những điều làm cho tôi thất vọng, nói như vậy là sai. Tôi cũng hài lòng cho sự lựa chọn của mình, nhưng nó không hẳn được như ý mình muốn, cho nên tôi chấm dứt ở đó. Và tiếp theo đó lại là một nguyên nhân, lại là một gương mặt, lại là một khoảng thời gian khác với một người khác. Tôi cũng không may mắn lắm, bởi vì tôi đã mất người đó trước khi tôi được người đó. Đà Nẵng và người đó đã để lại trong lòng tôi một vết thương rất lớn, một vết thương không thể nào xóa nhòa. Tôi muốn trở lại Đà Nẵng là vì tôi muốn tìm lại chính mình ở một khoảng thời gian lúc tôi đẹp nhất, buồn nhất và là lúc đau khổ nhất. Nhưng tất cả những điều đó làm cho tôi không thể nào quên được và nó trở thành một kỷ niệm, dĩ nhiên không có đời thường tí nào cả. Tôi muốn cảm ơn Đà Nẵng, tôi muốn cảm ơn tất cả những người Đà Nẵng, tôi muốn cảm ơn các bạn đã đến với tôi hôm nay, dù tôi biết tôi chẳng đáng gì đâu, một người đã đi qua bên kia sườn dốc cuộc đời của mình. Nhưng như ông Vũ Thành An viết, lần mò thì leo mãi, leo được hết cái dốc này, tưởng là mình thoát, nhưng thật ra leo được hết vách này lại thấy một vách sầu khác ở ngay trước mặt mình, không bao giờ ra khỏi, bởi vì đó là cuộc đời. Xin cảm ơn các bạn đã cho tôi được giải bày những điều mà thật ra tôi cũng ngại khi viết ra hay trả lời. Bởi vì có nhiều khi mình nói mà không được, có sự thông cảm của người nghe, của người ghi lại thì chắc là buồn lắm. Nhưng tôi tin các bạn sẽ cảm thông cho những điều tôi nói mà không nghĩ là tôi quá đáng khi đặt tình cảm của mình ở tại thành phố Đà Nẵng này. Đó là lý do mà tôi yêu Đà Nẵng, tôi muốn trở lại Đà Nẵng. Khi tôi quyết định trở về đây là tôi muốn trở lại nơi tôi đã bắt đầu, để nếu có kết thúc thì kết thúc ở nơi mình đã bắt đầu. Ca sĩ Quang Thành, định mệnh đã đặt Đà Nẵng trong trái tim của cô Khánh Ly. Đêm nhạc The Best of Khánh Ly Tạ ơn lúc 20 giờ ngày 26 tháng 10 tại nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng là một phần trong chuyến lưu diễn dài ngày kỷ lục trong cuộc đời ca hát của danh ca Khánh Ly. Khởi đầu từ các thành phố lớn của Nhật Bản, tiếp theo đến là Việt Nam, đi qua ba miền Bắc, Trung, Nam và kéo dài qua các tiểu bang tại Mỹ, nơi có cộng đồng người Việt sinh sống. Ngoài việc tập trung cho đêm nhạc, The Best of Khánh Ly Tạ ơn, danh ca Khánh Ly mong muốn đến thật nhiều nơi ở Đà Nẵng, muốn gặp tất cả mọi người để kêu gọi chung tay trong vòng tay nhân ái, một chương trình cộng đồng mà chị đã thực hiện trong nhiều năm qua. Theo đó, các nghệ sĩ tham gia chương trình cùng ban tổ chức sẽ có buổi cơm chay cùng trẻ em mồ côi chùa Quang Châu,
ủng hộ gây quỹ nhà truyền giáo tại Hội An, tham dự thánh lễ tạ ơn cùng cộng đồng công giáo tại nhà thờ Chánh Hòa, Đà Nẵng. Ca sĩ Quang Thành cho biết, 5 năm qua, vòng tay nhân ái đã đi qua nhiều miền đất, lần này chương trình dành cho Đà Nẵng thời gian nhiều hơn và nhiều hoạt động hơn. Tôi được biết rằng trong cuộc đời của cô Khánh Ly có những điều đặc biệt với Đà Nẵng, không hẳn là Huế, Sài Gòn hay Đà Lạt, mà sự hồn nhiên của định mệnh đã gắn Đà Nẵng, đặt Đà Nẵng vào trong trái tim của cô Khánh Ly. Vì vậy, lần này, chương trình tạ ơn về với Đà Nẵng lâu hơn để cô Khánh Ly được sống với Đà Nẵng, sống với con người Đà Nẵng, sống với chính tình cảm của cô được nhiều hơn. Ngoài đêm nhạc The Best of Khánh Ly tạ ơn vào tối 26 tháng 10, còn có các buổi thiện nguyện với các em mồ côi, người già yếu, tham gia các sinh hoạt cộng đồng. Chỉ một câu nói của cô Khánh Ly mà chương trình vòng tay nhân ái phải sắp xếp cho cô có hẳn một tuần ở Đà Nẵng. Cô nói, tạ ơn thì mình phải làm ngay, cảm ơn nhau, chứ còn đợi đến bao giờ nữa, không biết còn có dịp nữa không.